sáng tạo, khác biệt, tươi mới, đậm đà, bản lĩnh, tự tin. Tại vòng kết tình, năm chiến binh Bolero, Thùy Trinh, Nguyễn Hân, Tâm Thảo, Hoàng Thắng và Hoàng Linh, ai sẽ nhận được những chiếc vé cuối cùng bước vào vòng dấu ấn của solo cùng Bolero mùa giải thứ 7? Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty truyền thông Khang thực hiện. Ngay bây giờ, cuộc chiến bắt đầu. Tại vòng kết tình, 18 thí sinh sẽ được chia thành 4 nhóm với 4 chủ đề thi Xuân, Hạ, Thu, Đông. Mỗi nhóm sẽ trải qua 2 phần thi, đơn ca và hát nhóm. Ở phần thi hát nhóm, mỗi thí sinh sẽ thể hiện sự sáng tạo, khác biệt qua việc trình bày cùng một đoạn nhạc trong một bài hát. Kết thúc mỗi chủ đề thi, mỗi giám khảo sẽ được quyền lựa chọn một thí sinh bước vào vòng dấu ấn. Quý vị khán giả ơi, đến đây Nhật Trường bật mí ngay một điều này. Đây là Hoàng Linh, cô gái mà ở vòng thi trước đã tự nhận mình tròn trịa quá và cô ấy đã thành công trong việc giảm cân. Bạn ấy đã giảm được tới 4kg để chuẩn bị cho vòng thi này. Đi theo con đường nghệ thuật này là mình phải biết làm đẹp cho mình và vì sức khỏe nữa. Còn bây giờ sẽ được mời Hoàng Linh hãy lựa chọn cho mình một vị giám khảo ngẫu nhiên cùng mang đến cho bạn những sự góp ý đặc biệt. Mời bạn. Hoàng Linh với Yêu Người Như Thế Đó. Không biết là ban giám khảo cảm thấy yêu tiết mục này như thế nào đây? Lúc nãy bạn cũng đã có lựa chọn cho mình một giám khảo để cùng đưa ra những nhận xét. Ai sẽ phải là người đưa ra góp ý đây? Xin được công bố. Giám khảo Phi Nhung. Ok, chị góp ý cái bài hát này nha. Nó chưa có cảm tình lắm. Những cái nốt lên cao tự nhiên nó qua cái nhạc xa mất tiêu rồi. Em phải chú ý. Thì anh nghĩ hôm nay Hoàng Linh không đúng phong độ của mình. Nhưng có ý tưởng từ ban đầu của cái quạt và cái kết thúc gây sự tò mò. Đó cũng một sự sáng tạo của người nghệ sĩ đã cố gắng rất là nhiều để có một cái diện mạo mới trên sân khấu. Sự sáng tạo đó là điểm cộng đến từ giám khảo Vũ Thành Vinh dành cho bạn. Còn giám khảo Đàm Vĩnh Hưng thì sao ạ? Tôi mang giày vô là biết rồi nè. Wow. Xin được mời anh. Mở cái nhạc lên giùm anh. Ok. Đó, em phải như vậy. Em phải luôn luôn là một cái người hết sức là bí mật và nguy hiểm. Cái nhịp nó rất là mạnh. Em đã bị phụ tình mà, phải không? Em phải có cái gì đó chảnh chẽ và đẹp như dây mà ta sao bỏ tôi. Em phải có cái thái độ của em ngon hơn. Kêu Hạnh lên lại liền. Đây, gửi lại cho cô. Dạ, xin được cảm ơn giám khảo Đàm Vĩnh Hưng. Và bây giờ, mời quý vị cùng đến với thí sinh tiếp theo. Chào Hoàng Thắng. Chào anh. Hôm nay có tự tin hơn chưa?
Dạ, nói chung là cũng tự tin mà sợ lên sân khấu bị những cái lỗi đợt trước sai chính tả. Ban giám khảo có nhận xét cho Hoàng Thắng là nếu như bạn không mắc lỗi chính tả thì bạn là một trong những nhân có nổi bật của solo của Bolero mùa này, nên là phải cố gắng điều này nhé. Nhưng mà khoan, bây giờ mình không nói về những lỗi chính tả nữa, không có lỗi phải gì nữa. Chọn bài gì để thi đây? Dạ, em chọn bài Nhớ Nhau Hoài. Nhớ Nhau Hoài. Với bài hát này thì bạn có mong muốn mang tới điều đặc biệt gì không? Cái bài hát này đối với em thì nó rất là khó, tại cao độ nó rất là cao, còn mà độ thấp thì nó cũng rất là thấp. Em muốn thử sức với nó. Em có mạo hiểm quá không? Cuộc thi mà em phải chơi luôn, chơi hết mình luôn. Không phải hôm nay thì chừng nào mình mới được quyền chơi như vậy nữa. Đúng không nào? Ủng hộ tinh thần này nha. Chúc bạn sẽ bình tĩnh, tự tin và giành chiến thắng ở vòng này nhé. Còn bây giờ thì mời Thắng sẽ lựa chọn cho mình một vị giám khảo ngẫu nhiên sẽ mang đến những góp ý dành cho bạn. Xin mời. Không em rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thi thầm, nắng ở trên đầu, nắng trong lòng phố, gió ở trên non, gió cuốn mây về. Và thương đôi mắt nhỏ em buồn vì mình thương nhau, vì mình yêu nhau nên mới dần hơn, vì mình xa nhau nên nhớ nhớ nhau hoài. Em ở nơi nào, có còn mùa xuân không em? Rừng ngàn lá gió từng đêm nhắc nhớ thi thầm, mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy, gian nhỏ xuân xưa cũng nhớ đêm ngày, mai lỡ không về chắc em buồn biết mấy, gian nhỏ xuân xưa cũng nhớ nhớ đêm ngày. Với giọng hát này mà không nhớ nhau hoài sao mà được, hay quá. Cả chị Phi Nhung và cả Đào Vĩnh Hưng cũng đều gật gù với phần. Lẽ ở đâu mà nó nhìn thấy hết trơn vậy trời? Em canh dữ lắm anh. Nên là bây giờ chúng ta nhận xét liền luôn anh chị nhỉ, không ngờ mất thời gian nữa. Đúng rồi. Hồi nãy bạn đã lựa chọn một vị giám khảo ngẫu nhiên, thì bây giờ chị cũng sẽ công bố luôn. Bạn hát quá xuất sắc rồi, em thật sự luôn chị, nên sao? Nhưng mà chị phải đưa ra nhận xét góp ý. Góp ý, bây giờ góp ý sao nữa bây giờ? Nó hát quá ngọt mặt đấy. Cái ngưng á, hay lắm luôn á. Cũng có một cái chê, nhớ chứ không phải là nhớ nha. Cuối cùng nó là cái ao là em bị hụt hơi một chút xíu thôi. Nói chung là đó là những cái mà chính chị cũng mắc phải. Chị góp ý cho em để mai mốt em để ý thêm. Dạ, xin được cảm ơn giám khảo Phi Nhung. Em xin được mời anh Đào Vĩnh Hưng, anh rất là muốn chia sẻ rồi đây. Yeah, một sự tiến bộ rất
rất là rõ ràng luôn. Cái luyến lấy của em ở những cái đoạn cuối nó rất là đặc biệt. Anh hú lên mấy lần liên tiếp vỗ tay, nhưng mà có những lần em thấy và em sướng quá, em cũng hơi loạn choạng nhẹ. Nói chung là giọng ca sáng giá. Em là thí sinh thứ hai cho tới giờ phút này. Anh đặt bút xuống ghi số 10. Wow. Yeah. Cảm ơn anh Đào Vĩnh Hưng với những lời khen dành cho Hoàng Thắng. Còn anh Vũ Thanh Vinh thì sao ạ? Đúng là cái chỉ số AQ của em tuần này vượt trội. Anh có dùng chữ khổ luyện. Thật ra trong vòng một thời gian ngắn không phải đơn giản, phải ép mình vào một cái khuôn khổ dữ lắm. Hôm nay em thả lỏng và em có một cái giọng hát quý, một cái làn hơi rất là nhiều tâm sự ở trong đó. Với lại như vậy nè, cái cuối đáng lẽ em phải có thể hay hơn nữa thì em buông vai hơi sớm. Cuối cùng nhớ hát vẫn phải giữ tâm trạng cho đến cái nhạc không còn một nốt nào hết. Cái điểm mà anh vừa nhận xét dành cho Hoàng Thắng cũng là một cái lỗi mà các thí sinh mắc khá là nhiều, khi mà chưa hết bài mà đã xả vai mất rồi. Nó sẽ làm cho người xem cảm thấy bị hụt hẫng, đúng không ạ? Đúng rồi. Vậy nên là đây cũng là một lời nhắc nhở dành cho các bạn thí sinh khác, chúng ta phải hoàn thành đến bước cuối cùng. Cảm ơn Hoàng Thắng đã hoàn thành phần dự thi của mình. Hôm nay chọn trang phục phải rất là nền nã, dễ thương nè. Nay mình chọn ca khúc gì để thể hiện với bộ trang phục này đây? Đó là bài Thân Chùm Gửi. Một bài dân ca mà điệu buồn. Không biết là lúc này bạn có lo lắng quá nhiều không? Lo lắng thì phải có lo lắng rồi, nhưng mà mình phải cố gắng lên, phải vui vẻ hồn nhiên lên. Dễ thương, đúng rồi. Lo lắng chắc chắn ai cũng phải có. Với các thí sinh ai cũng đều phải có những cái sự hồi hộp của riêng mình. Nhưng mà lo quá có được gì đâu. Giờ mình phải bình tĩnh thì mình mới thi tốt được. Chúc cho Tâm Thảo sẽ đạt được điều mình mong muốn ở vòng thi này nhé. Dạ, em cảm ơn anh. Còn bây giờ, mời bạn sẽ lựa chọn một giám khảo ngẫu nhiên sẽ mang đến cho bạn những góp ý ở vòng thi này. Xin mời. Thôi bây giờ em sẽ nhắm mắt và em sẽ chọn đại hên xui. Mưa gió đợi bao giờ.
tình đừng phải người đổi thay. Lời hẹn trăm chúc mừng Tâm Thảo đã hoàn thành phần dự thi của mình. Sao vậy? Rất là nhiều cảm xúc phải không nào? Rồi, không sao đâu bé ơi. Không được khóc. Và mỗi lần em hát bài hát này là em nhớ nhiều kỷ niệm về lúc trước của em. Một ca khúc đầy kỷ niệm, một phần dự thi nhiều cảm xúc, không chỉ cho giám khảo không đâu mà còn cho các vị khán giả đang theo dõi chương trình nữa. Không làm mất thêm thời gian của quý vị, Dự Trường xin phép được công bố giám khảo mà bạn Tâm Thảo đã lựa chọn. Trong khoảnh khắc này thì Dự Trường muốn xin được lắng nghe trước những lời khen về những gì mà bạn đã làm được trên sân khấu để giúp cho Tâm Thảo có thể thoải mái hơn. Chắc là Trường xin được mời giám khảo Đào Vĩnh Hưng ạ. Dạ. Anh thích điều gì ở tiết mục này? Thích hết, thích tất cả những gì em ấy đã chuẩn bị. Tà áo dài, một cái mái tóc và cả một cái nét diễn, giọng hát của em, cách hát của em đều nó không bị chênh phô, nhưng để có cái sự mượt mà và nó thực sự là mềm mại và nó lôi cuốn người ta những đợt sóng như vậy đó thì Tâm Thảo chưa có được điều đó. Khi mà cái giọng em hát á, bản thân chị ngồi chị cũng muốn khóc rồi. Cái thể loại này nó dễ đi vào lòng người lắm. Nếu mà em đã hát thể loại dân ca này rồi á là em phải hát thẳng luôn, em đừng có trao chuốt. Cái này em trao chuốt quá đó, nó đâm ra nó như cái máy, nó không có cái cảm như trong đó nhiều. Thí dụ như em hát cái câu cuối là sao? Biết sao? Bởi câu ước rồi, cái đây nha. Bởi bởi câu ước hẹn ta đã ta đã ta đã đó, nó là gì? Bung hết cái khẩu hình ra, bung hết ra luôn. Anh cần em thoải mái hơn một chút nữa. Chính xác là cái từ tự nhiên á. Giá như em hát mà để cho anh khóc á thì em thành công. Tóm lại á, anh nghĩ là Thảo nên chọn một cái ca khúc gì đó nói lên được cái cảm xúc mà mình muốn truyền đạt trong giọng hát. Làm sao phô diễn tốt nhất, đừng có đi vô nội tâm mà nói về mình nhiều quá. Đôi khi nó sẽ là cái cản trở của em. Anh chỉ có những cái lời góp ý thôi. Cảm ơn em. Xin được cảm ơn những nhận xét của giám khảo ạ. Đến với solo của Bolero, mình sẽ không cần phải mang những áp lực của cuộc sống. Lên sân khấu này một mình bạn vui chơi với âm nhạc, cống hiến những tiết mục đặc sắc nhất cho chương trình, đó mới chính là solo của Bolero. Cảm ơn bạn, chúc cho bạn trong vòng thi tiếp theo làm tốt hơn nữa, Tâm Thảo nhé. Trên ơi, Trường hỏi tí xíu nha, hồi nãy giờ mình theo dõi phần dự thi của các thí sinh khác á, không biết bạn cảm thấy thế nào? Thùy Trinh xem thì cảm thấy là các bạn đều hát rất là hay và đều rất là xinh đẹp. Vậy thì mình nghĩ mình phải làm gì để chiến thắng các bạn đây? Cố gắng hết mình thôi. Nhưng mà cố gắng hết mình thì mình cũng cần phải có một sự chuẩn bị thật là kỹ lưỡng nữa. Bạn chuẩn bị như thế nào cho bài hát sắp tới và bài hát đó là bài hát gì? Chọn một bài hát mà tựa đề Tâm sự với anh. Tâm một sáng sự tác với của anh. Nhạc sĩ Hoàng Trang. Ở vòng thi trước Trường nhớ là các vị ban giám khảo có nhận xét bạn có ngoại hình sáng nè, có giọng hát ngọt ngào nhưng mà còn hơi an toàn nha. Đây là điều mà bạn cần phải lưu ý. Còn bây giờ hãy cùng nhau lựa chọn một vị giám khảo ngẫu nhiên sẽ mang đến những góp ý dành cho bạn. Xin mời bạn. Thức giấc em lo sợ đơn côi.
giờ khi xa em mất đi người yêu. Lòng ước mơ hoa pháo nở đỏ đường, nhưng mong lòng không tròn. Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu. Anh thường bảo rằng tình cánh dù trong gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng là thân gái lỡ yêu nên sợ đơn côi. Con xin non trên cho con lấy được người con yêu suốt đời, cho người yêu châu yêu mến cầu. Anh ơi hãy chăng em đang khóc thầm vì đôi ta lỡ làng. Trên vùng ân nắng xin anh hiểu rằng em chỉ yêu mình. Nhận sự yêu anh trong trái ngang khổ đau. Phận số em thương để như an bài cho cuộc đời bé nhỏ. Vì sao thế anh, chắc một mình anh hiểu. Anh thường bảo rằng tình cánh dù trong gai, anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì em bối rối nên tâm sự đêm nay. Anh vẫn là anh yêu muôn đời muôn kiếp. Nhưng vì em bối rối mừng Thùy Trinh với tâm sự với anh. Lúc nãy Thùy Trinh đã lựa chọn cho mình một giám khảo ngẫu nhiên và nhật trường sẽ được công bố, đó chính là giám khảo Đào Vinh Hưng. Anh cũng đang ghi chép rất nhiều, nhưng xin phép được giữ lại những nhận xét của anh. Không sao. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe trước những lời khen cho tiết mục này đến từ chị Phi Nhung và cả là anh Vũ Thành Vinh. Bài hát này thì em cũng nhẹ nhàng, cái giọng rất là ngọt ngào. Nhưng mà nếu mà được thì em mạnh dạn lên một tí, anh nghĩ em có thể bay hơn. Còn chị Phi Nhung thì sao ạ? Chị thì thích vóc dáng của em nè, chiếc áo dài rất là đẹp luôn. Còn giọng hát thì em có giọng hát, nhưng mà chị cảm giác là giống như thể loại này nó không phải là của em. Sao vậy ta? Cái bài này là nó thật sự nó rất là dễ, nó an toàn lắm luôn á. Hình như là em có nội tâm trong cái bài hát này đúng không? Em feel quá. Để cho anh Hưng nói đi. Dạ. Ngay lúc này thì xin được mời anh Đào Vinh Hưng ạ. Đối với anh nha, người con gái Việt Nam mặc áo dài đẹp nhất là xõa tóc ra. Ý anh bây giờ là mốt tóc con mặc áo dài bới lại vậy đó. Thiệt, cài cái châm nữa, em nói thiệt mà. Nó phải tùy mốt theo vào cái bài hát. Tới một lúc em sẽ nhận ra cái sự đơn giản là cái đẹp nhất trên đời này. Anh đã từng bị lố vậy rồi, giờ cũng còn lố nè, thấy không? Nên là làm yên tâm. Tới lúc em sẽ nhận ra thì anh nói giọng hát của em nhé là một giọng hát ngọt ngào. Em chỉ bị tham là dàn trải và luyến lấy nó nhiều đó. Nếu em muốn dàn trải thì em phải nhờ cái người làm nhạc á kéo thêm một ô nữa cho em, để em thực sự em thoải mái em dàn trải. Tại vì em không đủ, em lấn qua cái ô khác thì em phải chạy chữ nó uổng đi. Giọng của em ngọt ngào mềm mại và nó sẽ như một dải lụa. Nếu như em kiểm soát được 100% từng chỗ một luôn, em phải kiểm soát được, chứ đừng có bị ngẫu hứng lên. Thì đúng là giọng hát của em đúng là tung một cái lụa nó bay vậy nè. Mọi sự thay đổi, quyết tâm hãy đặt vào vòng thi tiếp theo để khẳng định mình. Cảm ơn bạn và chúng ta sẽ cùng nhau đến với thí sinh tiếp theo. Và đây là Nguyễn Hưng, chàng giảng viên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật. Vòng trước thì mình 1-1, bây giờ này nhá, 1-4 lần. Liệu vòng này
bạn có mang tới bất ngờ cho chúng tôi hay không? Bạn chọn ca khúc gì? Và đối với vòng thi này thì Nguyễn Hân cũng có thể nói là có một chút chiến lược. Nhưng mà đặc biệt là với vòng thi này thì Nguyễn Hân đặt cược về cái tâm tư của mình nhiều hơn. Cụ thể là Nguyễn Hân chọn ca khúc Giọt Lệ Sầu. Giọt Lệ Sầu, một sáng tác của cố nhạc sĩ Lam Phương. Chắc chắn là sẽ có một cái bản phối rất là mới và chưa từng xuất hiện ạ. Hứa hẹn là sẽ bất ngờ đây. Mời bạn sẽ lựa chọn một giám khảo ngẫu nhiên sẽ mang đến những nhận xét cho bạn trong vòng thi này. Xin mời. Giọt lệ này anh cho em hơn tất cả. Giọt lệ sầu em đã giết trọn tim anh. Đêm hôm nay trên cánh tay này ta cho nhau những lời nồng say. Chuyện tình mình say bằng nước mắt có bao giờ tan vỡ đâu em. Lời thề nguyện muôn năm sau anh vẫn nhớ. Nụ cười này đôi mắt đó làm sao quên. Anh xin hôn lên suối tóc mềm cho anh đi trong mộng thần tiên. Giờ này anh mong giấc ngủ triền miên. Lời buồn nào trao hết đi em, vì tình yêu đôi ta là thế. Quen muộn màng yêu trong vội vàng, chưa cạn lời đêm đã vội tan. Chuyện tình nào không phút chia ly, nụ hôn cho nhau lần cuối. Em bùi ngùi anh lo sợ nhiều, trên đường về đêm vắng điều yêu. Tan hẹn hò em suy tư anh thức trắng. Gần một người sao vẫn thấy lòng cô đơn. Khi xa em đau buốt tâm hồn, nghe quanh đây đâu cũng là em. Và từng hồi ngoài hiên lá rụng buồn thêm. Khi xa em đau buốt tâm hồn, nghe quanh đây đâu cũng là em. Và từng hồi ngoài hiên lá rụng buồn thế. Xin được chúc mừng Nguyễn Hân đã hoàn thành phần dự thi của mình với các khúc Giọt Lệ Sầu. Lúc nãy bạn đã lựa chọn một giám khảo ngẫu nhiên để cùng đưa ra những góp ý cho phần trình bày này, và Trường xin được công bố. Lại một ca nữa trong số hiếm hoi. Anh tìm không ra cái lỗi nào của em hết. Thần thái của em khi bước ra, em diễn cảm, em nhập tâm trong câu hát của em. Tất cả nó rất là vừa phải và nó dễ chạm vô cùng. Ngay cả cái nức nở em đặt để nó cũng hợp lý. Ở nơi cao nhất, cái chỗ ngân dài nhất em cũng tận dụng tối đa. Em là một ca sĩ đích thực. Một cái ca không có gì để góp ý nữa. Mổ xẻ à? Dạ, thật sự tìm không ra. Tại vì em đầy đủ hết tất cả những gì mà anh yêu cầu. Chị thì cũng vậy, không có một cái gì để mà gọi là soi em được hết á. Một khoảng thời gian ngắn thôi mà các thí sinh của mình thật sự là có sự thay đổi. Điều đó là có thật.
mặt nhìn thấy rất rõ ràng luôn. Cái vòng trước em không được như vậy đâu. Em là thầy giáo nên chị đòi hỏi rất là cao ở em. Những bài hát em phát á, phát phá được không? Lúc cô lại chê nữa nha. Không. Anh khuyên em đừng. Em nói như vậy là em ngon lắm rồi, không có tìm ra cái lỗi nào hết. Phá chị nữa, khoan đã, bình tĩnh. Thôi. Không là mới bài hát đó. Lại. Chị đang mong muốn em làm cho nó mới hơn nữa. Rồi, kiếm một bài bolero đi, đu dây. Anh dạ. Tiểu quá em nói mà. Bây giờ để cùng nhau phân thắng bại thì em sẽ được mời anh Vũ Thành Vinh. Thứ nhất là anh nghĩ em là một người xử lý bài hát rất thông minh. Thứ hai là rất thích cái phong thái. Em mặc dù thấp nhưng mà mỗi lần hát là dáng em cao hẳn. Cái đó là không phải đơn giản đâu nha. Tuy em thấp nhưng mà tụi anh phải chăm chú nhìn. Người ta phải tập trung vô cái phần hát của em. Có một cái câu mà anh ghi vô đây liền. Lúc em hát cái câu giết ở gần đầu, nó hát lại câu đó cho anh. Rất là hay. Giọt lệ sâu em đã giết tròn tim anh. Lúc ấy có âm nhạc vô cái chữ giết của em, nó nhói vô chỗ anh này nè. Và anh biết được là em đã rất là kỹ trong cái đặt để cái phần em xử lý. Nên anh đánh giá rất là cao cái sự thông minh của em. Anh đang nghiêng về anh hơn một chút đó, biết thế mạnh của mình. Nhưng ở mỗi vòng đặt ra cái điều kiện đề bài, em cố gắng bám sát cái đề bài đó. Và em mà cuối cùng là người kết rất đẹp cho chương trình ngày hôm nay. Chúc mừng em. Dạ, xin cảm ơn ban giám khảo đã đưa ra những nhận xét dành cho Nguyễn Hân với ca khúc Giọt Lệ Sầu. Chúc bạn may mắn và thành công hơn ở những vòng thi tiếp theo. Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện mùa đông sẽ là câu chuyện tiếp theo được chúng tôi gửi đến tất cả quý vị với phần thể hiện của 5 thí sinh. Các bạn sẽ mang đến câu chuyện âm nhạc của riêng mình theo cách gì đây? Những điều thú vị gì sẽ mang đến cho tất cả quý vị khán giả? Nhiều trường tin là đây sẽ là một thử thách cam go bởi vì 5 thí sinh là 5 giọng ca bản lĩnh và khá đồng đều. Lúc này tôi chỉ biết là chúc cho các bạn thật vững tâm, vững tin và vững giọng để vượt qua thử thách cam go này. Và ngay bây giờ, câu chuyện mùa đông xin phép được bắt đầu. Anh hãy về đây.
giờ phải nắng sâu mòn đưa lối. Rồi bóng chung đôi mà hóa chia phôi. Sương lạnh chiều đông vương tim thơ của người nguyện đời chờ nghẹn ngào giờ tiến đưa. Chợt thấy lòng như sơn giữa hư vô. Đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mưa. Đêm chập chờn buồn lên rớt mộng. Anh vẫn thường gặp em như lúc xưa nơi sân trường. Anh lên đường trăm hương, em ở lại sầu thương. Buôn xác câu thơ nhưng lúc đêm mưa ướm cánh hoa xưa vẫn nhớ thương chờ mà đông trong nghẹn ngào. Mười năm mơ ghét mây thành hoa trắng, mây vỡ hoa tàn tàn giấc mơ hoa. Em hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Em hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Em hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Em hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. Thank you.
xưa phai nắng dấu mòn đường lối, soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi. Sương lạnh chiều đông hương tiếng thương của người nguyện đời chờ nghẹn ngào giờ tiến đường, chợt thấy lòng như rớt giữa hư vô, đưa tiến nhau đi ngại những đêm mưa, đêm chập chờn buông lên giấc mộng, anh vẫn thường gặp em như lúc xưa nơi sân trường. Anh lên đường trăm hương, em ở lại sâu thương, buốt xa câu thơ những lúc đêm mơ, gấp cánh hoa xưa vẫn nhớ hương chờ mà đắm trong nghẹn ngào. Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng, mây vỡ hoa tan tàn giấc mơ hoang. Em hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ. Em hãy về đây đêm giá lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ. Anh hóa trắng,
về đây đêm xa lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ. Anh hãy về đây đêm xa lạnh vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn tròn mơ. Các thí sinh của chúng tôi đã vừa trải qua vòng thi nhóm. 5 thí sinh chỉ có 3 vé vào vòng trong, tức là có 2 người sẽ phải dừng chân ở vòng này. Một điều mà chẳng ai mong muốn cả, tuy nhiên điều gì đến cũng phải đến. Các bạn đã sẵn sàng đón nhận kết quả chưa? Vậy thì Nhật Trường xin được tuyên bố phần công bố kết quả bắt đầu. Đầu tiên xin được mời giám khảo Phi Nhung. Sự đòi hỏi của chị cho một người, và chị mong những cái vòng kế tiếp em xử lý bài sao mà cho nó khác lạ hơn. Tôi xin chọn. Nguyễn Hân. Xin chúc mừng Nguyễn Hân là thí sinh đầu tiên đã được lựa chọn để vào vòng tiếp theo. 4 bạn thí sinh còn lại với chỉ 2 sự lựa chọn để được đi tiếp. Ai sẽ là người đi tiếp đây? Và xin được mời anh Vũ Thành Vinh sẽ là người tiếp theo đưa ra quyết định. Tôi chọn Thùy Trinh. Xin được chúc mừng Thùy Trinh, cái tên tiếp theo được xướng tên đi vào vòng trong. Áp lực lúc này đè nặng lên anh Đàm Vĩnh Hưng khi chúng ta còn 3 cái tên. Cái mặt thi này nè, vừa rồi nó hay lắm. Một bài thôi mà đánh với nhiều kiểu khác nhau. Tôi thấy em nào cũng hiểu được mình đang hát cái gì. Lựa chọn của tôi chính là Hoàng Thắng. Chúng ta đã tìm ra 3 cái tên đi tiếp vào vòng trong và phải chia tay với Hoàng Linh cùng với Tâm Thảo. Chương trình sẽ nhớ mãi các bạn và các khán giả cũng vậy, sẽ luôn dành những tình cảm yêu thương dành cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã đến với chúng tôi và chúc mừng 3 thí sinh đi tiếp vào vòng trong. Trải qua 4 chủ đề xuân hạ thu đông đầy cảm xúc, xin chúc mừng 12 thí sinh đã giành cơ hội bước vào vòng tiếp theo. Và rất tiếc phải nói lời chia tay 6 thí sinh triển vọng. Chương trình do Đài Truyền hình Vĩnh Long phối hợp cùng công ty Truyền thông Khang thực hiện. Ấn tượng, nâng cấp và đầy tươi mới. Tuần sau, những thử thách mới lại bắt đầu, nâng cấp và khắc nghiệt hơn bao giờ hết. Giọng ca nào sẽ có những thay đổi bất ngờ, tạo dấu ấn mạnh mẽ để chinh phục ban giám khảo? Hãy đón xem tập 10 Solo cùng Bolero mùa giải thứ 7 được phát sóng vào lúc 21 giờ thứ 6 ngày 28 tháng 5 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và được phát lại vào lúc 13 giờ thứ 7 ngày 29 tháng 5 năm 2021 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Solo cùng Bolero đậm đà bản sắc quê nhà.